Xin chào anh em, hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em chiếc gà tàn kiêm bật lửa hình con ngựa. Nó mang cho mình ý nghĩa là mã đáo thành công, dành cho anh em đang làm ăn thì rất là may mắn. Chiếc gà tàn này vừa là một chiếc bật lửa luôn, đánh lửa bằng cách là gạt cái chân trước của con ngựa xuống như này đấy ạ. Đây. Đó, chiếc này có giá là 320.000 anh em nhé. Vật liệu là bằng nhôm. Mình sẽ thử. Rất là đẹp luôn. Giá 320.000. Anh em cần đặt mua thì cứ inbox và nhắn tin cho mình của Billy Shop nhé. Billy Shop bật lửa độc, đẳng cấp lighter. Vừa là gà tàn, vừa là bật lửa, rất là đẹp. Số lượng có hạn thôi nên anh em đặt hàng thì nhanh tay nhé. Rồi, xin chào.